biểu tượng HP nó vẫn còn rất là ok. Đây là một biểu tượng HP đẹp nhất của năm 2023. Cái đường nét mà họ làm các cái góc này, mình rất thích. Cái thiết kế này rất là thời trang và đẹp, mỏng, nhẹ nhưng mà rất chắc chắn. Bởi vì nó làm toàn bộ thân vỏ bằng hợp kim. Anh em xem mặt trên của nó đẹp không? Cơ hội cho ai sở hữu em nó nha. Nhanh tay thì được nha. Đó. Đẹp không? Rồi mình sẽ xem mặt sau của nó đây. Chân cao su của Nguyệt chưa bong tí nào nhé. Rất đẹp. Một chiếc HP Nhật xịn sò. Rồi bên trong của em nó đây ạ. Em nhìn. Đó. Qua đây. Rồi đây là chiếc laptop HP được sản xuất tại Nhật anh em nhé. Mình vừa cài đặt máy xong thì chúng ta xem khả năng hoạt động của nó có nhanh hay không nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái chất lượng của chiếc máy HP của Nhật nhé. Máy chạy rất nhanh. Bộ office đây. Đó. Nó hoạt động rất nhanh. Tắt đi. Ta vào mạng. Đó. Rất nhanh nha. Vào YouTube. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Rồi, tắt đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra chiếc máy này nó mới như thế nào nhé. Chúng ta sẽ vào cái phần kiểm tra ổ cứng. Đó. Khi kiểm tra ổ cứng này, máy nó báo là tốt, rất tốt. 100%, nhiệt độ 28 độ. Và đây là ổ SSD nha. Đó. Số lần khởi động có 18 lần khởi động thôi. Thời gian chạy là có 5 giờ. Được có 5 giờ chạy, 18 lần khởi động. Số lần khởi động như số giờ chạy này là chiếu nó do mình cài đặt. Máy này rất là tốt. Ổ cứng mới luôn ạ. Mình chưa bao giờ mà săn được một chiếc máy sản xuất tại Nhật. Made in Tokyo này. Đó. Chiếc này sản xuất tại Nhật nhé. Dòng này nó có hai phiên bản. Một phiên bản sản xuất tại Trung Quốc, một phiên bản sản xuất tại Nhật. Sản xuất tại Nhật thì nó chất lượng hơn rất nhiều so với phiên bản sản xuất tại Trung Quốc. Hàng sản xuất tại Trung Quốc các bạn dùng một thời gian thì nó sẽ rơi vào tình trạng là nó chậm, nó đơ máy. Đặt hai chiếc máy mà cả chạy liên tục trong vòng 24 giờ thì hiệu năng của chiếc máy sản xuất tại Trung Quốc bao giờ cũng chậm hơn nhé. Mặc dù nó cấu hình nó như nhau. Nhưng chất lượng của các cái linh kiện ở bên trong một cái main này nó khác nhau hoàn toàn. Đó, màn này là màn của Nhật luôn. Bản thân mình dùng toàn những cái hàng Nhật cho nên mình thích. Rất là ok, mình chưa thấy một chiếc nào nó đẹp như thế này.
Rất mới luôn, gần như mới luôn anh em nhé. Rồi, các bạn mình xem, mình tắt nó đi này. Đó, tắt rất nhanh. Một chiếc laptop HP 30 triệu mà anh em chỉ bỏ ra có vài triệu sở hữu được nó, không thể tin nổi. Rồi, chào anh em.